Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự về cuộc sống của những bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Mặc dù hàng ngày phải đối diện với đau đớn mệt mỏi, nhưng các bệnh nhân suy thận vẫn lạc quan, động viên nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật. Bên cạnh đó, họ còn nhận được sự quan tâm, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần của nhiều nhà hảo tâm. Nhưng trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Long Phúc, huyện Bảo Yên để thăm và chia sẻ với hoàn cảnh của chị Lý Thị Chấu, một người phụ nữ đơn thân nuôi con trong nghèo khó. Ngôi nhà của mẹ con chị Lý Thị Chấu ở bản 6, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên. Nhìn căn nhà liêu xiêu nằm nép mình dưới chân đồi, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một cái lán nương của hộ dân nào đó. Nhưng đó lại là nơi sinh sống của mẹ con chị Chấu suốt nhiều năm qua. Cũng như sự mong manh bên ngoài, bên trong căn nhà của mẹ con chị Chấu cũng trống hua trống hoác, không có một vật dụng gì giá trị. Một cái quạt nhỏ, một chiếc kiềng bếp, vài chiếc xoong nồi, vài cái bát, một manh chiếu cũ. Tất cả chỉ đủ phục vụ cuộc sống của hai mẹ con chị Chấu với những nhu cầu tối thiểu nhất. Chị Chấu từng có một gia đình trọn vẹn, nhưng sau khi chị sinh người con thứ ba, cuộc sống vất vả, thiếu thốn, hạnh phúc đổ vỡ khi chồng chị bỏ mấy mẹ con ra đi. Và từ đó, chị một mình làm lụng vất vả, chật vật nuôi con khôn lớn. Hai cô con gái lớn hiện tại đã đi lấy chồng, chỉ còn cậu con trai út ở với mẹ. Vậy nhưng, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng hơn. Hai xào ruộng cấy, mỗi vụ được vài bao thóc, cũng chẳng đủ ăn. Những tháng giáp hạt, mẹ con chị Chấu vẫn phải nhờ cậy những người thân giúp đỡ mới có gạo ăn qua ngày. Chị Chấu sức khỏe yếu, nhiều bệnh trong người, lại không được nhanh nhẹn, nên đi làm thuê không ai mượn. Khoản tiền duy nhất của hai mẹ con hiện tại là 270.000 tiền hỗ trợ hộ nghèo. Mỗi tháng sau khi nhận tiền từ bưu điện, chị Chấu mua các nhu yếu phẩm thiết yếu như mắm muối, mì chính, dầu ăn, cũng đã hết nửa số tiền. Số tiền ít ỏi còn lại, chị để dành cho con đi học. Mùa này, chị Chấu đi lấy măng, cả ngày vất vả vượt đèo lội suối, cũng chỉ được vài chục nghìn. Chỉ đủ mua ít thức ăn để cho con có thêm bữa cơm với thịt. Vậy nên, chẳng biết đến bao giờ, chị Chấu mới có tiền để sửa lại căn nhà đang bị mối mọt, có nguy cơ đổ xuống bất cứ khi nào. Ở đây sợ lắm, sợ nhà đổ. Mùa đông rét thì vẫn đỡ hơn mùa mưa bão. Những hôm trời mưa to, mẹ con tôi không dám ở nhà, phải sang ở nhờ nhà họ hàng. Tôi mong muốn sửa lại được căn nhà, để hai mẹ con có nơi an toàn, không phải đi ở nhờ nữa. Nhưng mà không có tiền, cũng không biết làm thế nào. Mẹ con chị Lý Thị Chấu là hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản 6, xã Long Phúc. Thời gian qua, mẹ con chị luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà con hàng xóm và chính quyền địa phương. Hàng năm, địa phương vẫn tổ chức sửa sang lại căn nhà cho mẹ con chị Chấu. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, căn nhà ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, không còn đủ sức che mưa gió cho mẹ con chị. Do chỗ ở của hai mẹ con hiện tại cách xa khu dân cư tập trung, nên cán bộ thôn xã thường xuyên xuống thăm hỏi, quan tâm động viên, hướng dẫn cách làm ăn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do điều kiện hoàn cảnh và nhận thức, vẫn chưa có lối đi nào để mẹ con chị Chấu thoát khỏi đói nghèo. Hàng năm thì các tổ chức thì cũng vào thì là thăm hỏi động viên, đặc biệt là gia đình như là vệ sinh này. Đấy, vệ sinh khu vực nhà ở này, đấy, xong là kê lại các, làm lại các vách đấy, nhà. Đấy. Thì tuy nhiên thì cũng, hộ gia đình thì thực sự là cái kinh nghiệm làm ăn thì không có, đấy, hạn chế. Đấy thì thực sự là rất là khó khăn. Đấy thì cũng mong muốn là trong thời gian tới, đấy thì các tổ chức, đấy, các nhà hảo tâm dành cái sự ấy hỗ trợ hay quan tâm hỗ trợ để nhất là xây dựng cái ngôi nhà để cho bà Chấu nhất là ổn định cuộc sống. Đấy, ổn định cuộc sống để nhất là đặc biệt là cái thời gian mưa bão này. Trước hoàn cảnh của gia đình chị Lý Thị Chấu, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình một số nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng.
Số tiền ý nghĩa này, chị Chấu để trang trải chi phí cho con trai vào đầu năm học mới. Về lâu dài, mong sao các nhà hảo tâm quyên góp làm cho mẹ con chị Chấu căn nhà để có nơi trú ẩn an toàn trong những ngày mưa bão, yên tâm làm ăn vươn lên trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ chị Lý Thị Chấu, bản 6, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, hoặc thông qua chương trình truyền hình nhân đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai hiện có trên 150 bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo chu kỳ. Họ đều là những người đã từng có những phút giây tuyệt vọng vì bệnh thận, đã có những lúc muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi gặp nhau nơi giường bệnh, ở xóm trọ, sợi dây vô hình từ sự đồng cảm đã kết nối, tạo nên tình người ấm áp. Dù những bệnh nhân suy thận biết họ gần như không có phép màu nào trong cuộc sống, dù vẫn hàng ngày phải đối diện với đau đớn, mệt mỏi, nhưng tình cảm chân quý, sự đồng bọc mà họ dành cho nhau chính là niềm tin, hy vọng và động lực để vượt qua khó khăn bệnh tật. Và trong cuộc chiến đấu với căn bệnh suy thận, các bệnh nhân còn nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần đã giúp họ có thêm động lực tiếp tục chiến đấu vì sự sống. 22 năm, đó là khoảng thời gian anh Đinh Văn Hồng sống chung với căn bệnh suy thận. Thời gian đầu sức khỏe còn khá, anh Hồng đi từ nhà ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chạy thận. Một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, sức khỏe của anh yếu dần, mắt mờ, chân tay run, việc đi lại khó khăn. Đến năm 2011, anh Hồng lên thuê nhà trọ ở gần bệnh viện để tiện cho việc điều trị hàng tuần. Mặc dù chi phí cho mỗi lần chạy thận đã được bảo hiểm chi trả hoàn toàn, nhưng hàng tháng anh Hồng vẫn phải mua thêm một số loại thuốc bổ để nâng cao thể trạng. Cùng với đó là khoản chi phí thuê nhà, ăn ở, sinh hoạt hàng tháng, mỗi tháng hết khoảng 2 triệu đồng. Nhiều năm chạy chữa bệnh tật, kinh tế gia đình anh Hồng đã đi vào ngõ cụt. Bệnh của mình thì mình cứ phải đi điều trị, còn vật chất thì nó nói chung là lúc nào người nào thì đã gọi là sống chạy thận này thì người nào cũng thiếu thốn rồi. Vì ở nhà cung cấp thứ nhất là nuôi người ta làm một vợ làm, bây giờ lại còn nuôi một mẹ già này, xong lại còn con đi học này, xong lại còn nuôi bản thân người ta nữa nên nó rất là khó khăn. Hai nữa là giờ lại còn nuôi mình là người đi làm viện này, chỉ ăn với ngồi chơi thế này thì nó cũng hơi tốn kém. Đâm ra là tôi thì mình cứ phải cố gắng vượt lên trong mọi hoàn cảnh thôi. Bây giờ có rau thì ăn rau mà có gì ăn đấy. 8 năm qua, bà Nguyễn Thị Dậu ở xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn gắn bó với căn phòng trọ này. Bà Dậu cũng đã coi căn phòng hơn chục mét vuông như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở tuổi của bà, nhiều người đang được hưởng niềm hạnh phúc của tuổi già khi quây quần bên con cháu. Nhưng bà đã không có được may mắn đó vì mang trong mình căn bệnh suy thận mãn tính. Chạy thận triển miên năm này qua năm khác, thậm chí nhiều cái Tết cũng không về được để đoàn tụ với gia đình. Nhiều lúc bà cũng tủi thân chán trường, nhưng được các con động viên, bà vẫn gắng gượng được ngày nào hay ngày ấy. Còn nước còn tát, cố gắng sống để còn nhìn thấy con cháu trưởng thành. Mẹ mới nấu cơm xong rồi, cắm cơm hết rồi, nấu xào rau xong rồi. Đang chuẩn bị thì giờ ăn nữa thôi. Thế con nấu cơm chưa? Thế hôm nay con đi làm không? Người ta cứ nói bảo như này thì thôi thì sống như chết. Con cái thì chả nhờ vả gì, chả làm được cái gì. Thế nhưng mà rồi động lực thì từ phía các con nó cũng động viên. Nó bảo thôi thì bây giờ còn người còn của thì mẹ cố gắng chữa bệnh đi này là để cho chúng con có chỗ dựa tinh thần. Thì mình cũng nghĩ về các con này là mình cũng cố gắng thì mình cứ điều trị thì cứ dần dần thì bắt đầu là nó tinh thần nó ổn dần thì mình cũng cảm thấy chấp nhận cái bệnh này coi là cũng phải theo đuổi cả đời thôi. Cũng không thể ngày một ngày hai được. Anh Hồng và bà Dậu chỉ là hai trong số hàng chục bệnh nhân mắc bệnh suy thận đang ở trọ tại khu vực Tổ 9, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Khu trọ này nằm cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh khoảng 300 mét và được mọi người gọi là xóm chạy thận. Hầu hết bệnh nhân ở đây
đều mắc bệnh suy thận nặng, phải lọc máu liên tục để kéo dài sự sống. Có người điều trị mới 1-2 năm, có người đã điều trị hàng chục năm. Các thành viên trong xóm trọ đến từ nhiều địa phương khác nhau, với những phận đời khác nhau. Nhưng hầu hết đều chung hoàn cảnh, đó là cái nghèo và mang trong mình bệnh trọng. Họ tự lo cuộc sống hàng ngày, tự mình vào viện điều trị mà không cần người thân bên cạnh chăm sóc. Có lẽ vì đồng cảm nên họ coi nhau như người thân trong gia đình, giúp đỡ và chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Bằng ý chí, nghị lực, sự yêu thương, họ đã bao bọc, động viên nhau vượt qua những khó khăn trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Xóm này thì mọi người dựa dẫm vào nhau để sống thôi, mỗi người giúp mỗi người một tí. Ví dụ như là người này yếu thì nhờ người kia, hoặc là người khỏe thì đến trông hoặc thăm lom người yếu một tí. Cùng với sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong xóm trọ, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, nơi các bệnh nhân điều trị cũng đã tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ các bệnh nhân chạy thận bằng những hình thức phù hợp và hiệu quả nhất. Theo đó, nhiều phần quà ý nghĩa đã được chuyển tới tận tay những bệnh nhân nghèo, chạy thận để họ có thêm động lực tiếp tục chiến đấu vì sự sống. Trong đó, câu lạc bộ Trái tim nhân ái Lào Cai là một trong những đơn vị từ thiện đã luôn đồng hành với những bệnh nhân nghèo chạy thận. Không chỉ phát miễn phí mỗi tuần 8 bữa bánh mì và cơm cho các bệnh nhân, câu lạc bộ đã đồng hành với Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kêu gọi kết nối với nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm để giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo. Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Lào Cai của chúng tôi thì hoạt động thiện nguyện ở trong viện này cũng đã lâu rồi. Thì qua những cái buổi mà thiện nguyện của chúng tôi thì cũng được tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nghèo nói chung, và riêng bệnh nhân nghèo của khoa thận nhân tạo và khoa ung bướu là nói riêng, thì hai cái bệnh nhân này là đặc biệt chúng tôi quan tâm, vì những bệnh nhân nghèo ở khoa thận nhân tạo và khoa ung bướu thì rất là khó khăn, thậm chí là cả về cái sức khỏe người ta không còn khả năng để lao động nữa, để mà có những cái thu nhập để ổn định cuộc sống. Từ những cái miếng ăn, những cái sinh hoạt chi phí nhỏ nhất thường ngày là người ta cũng phải lệ thuộc vào người khác. Vì vậy nên là câu lạc bộ Trái tim nhân ái Lào Cai của chúng tôi là luôn luôn ưu tiên những cái bệnh nhân nghèo chạy thận, mà nhất là những cái bệnh nhân mà ở vùng sâu vùng xa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để chạy thận, để duy trì sự sống đang ở xóm trọ. Với sự nỗ lực kết nối của câu lạc bộ, từ đầu năm đến nay đã có hơn 60 triệu đồng được trao cho các bệnh nhân khoa thận. Một số bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được câu lạc bộ hỗ trợ hàng tháng với số tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Mới đây nhất, câu lạc bộ đã kết nối với Hội đồng Niên Bính Thìn Cai tổ chức chương trình thiện nguyện cho các bệnh nhân chạy thận. Tại khu vực xóm trọ và tại khoa thận nhân tạo, đoàn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các bệnh nhân, một suất quà trị giá 10 triệu đồng cho một bệnh nhân Đặng Văn Trung, sinh năm 1976, trú tại xã Long Phúc, huyện Bảo Yên. Tôi là bệnh tật thì rất khó khăn, mà nhà thì cũng nghèo, thì cũng chả có cái gì, rất được cảm ơn hỗ trợ. Nói chung các bệnh nhân bệnh chạy thận nói chung ấy thì về mặt sức khỏe thì đã là rất là khó khăn rồi. Ngoài ra những cái bệnh nhân nghèo kinh tế này, hoàn cảnh kinh tế này, là đối tượng hộ nghèo thì càng khó khăn về mặt kinh phí để phục vụ cho cái việc chữa trị bệnh tật. Thế nên là tôi nghĩ rằng là không những ngoài cái việc mà Hội đồng Liên 76 tham gia vào cái công tác chia sẻ khó khăn thiện nguyện đối với các bệnh nhân nghèo này, mà tất cả xã hội cùng lên chung tay để làm sao các bệnh nhân giảm bớt được cái gánh nặng chi tiêu khó khăn trong cuộc sống để có yên tâm để chữa trị, điều trị bệnh tật. Với những bệnh nhân suy thận đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, họ vẫn đang hàng ngày nỗ lực vượt qua những nỗi đau bệnh tật. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng chung số phận, suốt đời phải gắn liền với giường bệnh. Và ở đó, lằn ranh giữa sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh.
dù gắng gượng lạc quan yêu đời, nhưng sâu thẳm trong lòng họ là nỗi đau bệnh tật, tinh thần sa sút, nhưng phải cố gắng để gia đình và người thân không lo lắng. Họ cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng về vật chất cũng như tinh thần để vượt qua bệnh tật. Chuyên mục truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.